Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, đầu giờ chiều ngày 23 tháng 12 năm 2022, kênh ghi nhận giá mít tại các khu vực có tín hiệu nhóng nhẹ nha bà con. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang đó, mít nhất là 14.000, dao động cho tới 15.000, mít nhì là 8.000, kem rất lớn là 13, kem rất nhỏ là 5.000 nha bà con. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, mít nhất là từ 13 cho tới 14.000, mít nhì là 7.000, kem rất lớn là 12.000, rất nhỏ là 4.000. Tại khu vực miền Đông, mít nhất là 11.000, mít nhì là 6.000, rất lớn là 9.000, rất nhỏ là 3.000. Bà con lưu ý giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn nha bà con. Tuy nhiên tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định, có thể thấp xuống từ 1 cho tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.